Trong cái chương trình cà phê công nghệ số đầu tiên hôm nay thì mặc dù thời lượng rất ít ỏi nhưng chúng ta cũng thấy rằng là cái công tác truyền thông rất là quan trọng trong cái việc mà đưa những cái nghiên cứu sáng chế của các nhà khoa học từ các viện trường để đi vào cuộc sống. Đối với tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam thì là một cái tạp chí về khoa học công nghệ. Trong số ít những cái tạp chí về khoa học công nghệ thì chúng tôi sẵn sàng đồng hành với các nhà khoa học, các nhà sáng chế để truyền tải những cái nghiên cứu, những cái sáng chế của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu để đến với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần là thương mại hóa những cái nghiên cứu sáng chế đó để đóng góp cho cộng đồng.